Một ngày sôi động của bóng đá châu Âu đã trôi qua với nhiều trận cầu hay ở Carabao Cup cùng các giải đấu khác. Bên cạnh đó, những thông tin về việc Manchester United tính gia hạn với Ten Hag cùng các cập nhật liên quan đến nhiều câu lạc bộ tên tuổi sẽ có mặt trong bản tin ngày 28 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay từ bây giờ. Manchester City bị loại khỏi cúp liên đoàn. Chelsea vượt qua Brighton. Manchester United tính gia hạn với Ten Hag. Đụng độ Newcastle ở trận cầu đình vòng 3 cúp liên đoàn và Man City đã tỏ ra lấn lướt ngay từ đầu. Theo đó, nhà đương kim vô địch Champions League cầm bóng tới 70% trong 45 phút đầu tiên và cũng là bên tung ra được nhiều cú sút hơn. Tuy vậy, sự vô duyên của các tiền đạo đã khiến cuộc đấu bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Thế nhưng bất ngờ đã xảy đến ở phút thứ 53 khi Alexander Isak lên tiếng để giúp Trích Trẻ vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Manchester City đành chấp nhận chia tay cúp liên đoàn một cách đầy tiếc nuối. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với đối thủ hạng dưới Leicester, nhưng Liverpool đã bất ngờ để thủng lưới trước. Cụ thể, Casey MacArthur là người mở tỷ số cho bầy cáo và đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1. Tuy nhiên, thế cân bằng đã được tái lập ở phút 48 sau bàn thắng của Cody Gakpo. Không những vậy, Dominic Szoboszlai cùng Diogo Jota cũng thay nhau lập công ở thời gian còn lại để ấn định chiến thắng 3-1 dành cho lữ đoàn đỏ. Đại chiến Brighton trong bối cảnh đang gặp rất nhiều sức ép và Chelsea đã có một cuộc đấu đầy quyết tâm. Cụ thể, dù cả The Blue lẫn Chim Mòng Biển đều tạo ra được các cơ hội ngon ăn trong 45 phút đầu tiên, nhưng không bên nào có được bàn thắng và đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa. Mọi chuyện sau đó chỉ thay đổi khi Nicolas Jackson lên tiếng ở phút thứ 50 để mở điểm cho đại diện Taylor Don. Thời gian còn lại chứng kiến sự bất lực trong việc tìm bàn gỡ của Brighton và điều này đồng nghĩa với chiến thắng tối thiểu dành cho Chelsea. Quả là một kết quả đến rất kịp lúc để giải tỏa rất nhiều áp lực mà thầy trò Pochettino đang phải đối mặt. Dù phải đến làm khách trên sân của Brentford nhưng Arsenal đã sớm thể hiện được bản lĩnh của mình bằng bàn mở tỷ số do công của Rio Nelson. Đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1 và pháo thủ đã kết thúc 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn bàn. Nửa sau của cuộc đấu chứng kiến hai đội lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và điều đó đồng nghĩa với chiến thắng tối thiểu dành cho Arsenal. Được chơi trên sân nhà trong trận đấu với Las Palmas và Real Madrid đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Theo đó, kênh kênh trắng là đội cầm nhiều bóng hơn trong hiệp 1 và tung ra được tới 18 cú sút về phía khung thành đội bạn. Sự nỗ lực này đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Brahim Diaz ở phút 45+3. Thời gian sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho thầy trò Carlo Ancelotti khi Jose Lu nhân đôi cách biệt ở phút thứ 54. Ở chiều ngược lại thì Las Palmas không thể có được dù chỉ là bàn danh dự và đành nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-2. Được biết, chiến thắng này đã giúp Real Madrid vượt mặt Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga. Phải đến làm khách trên sân của Cagliari ở vòng 6 Serie A và AC Milan đã sớm gặp bất lợi khi để đội chủ nhà chọc thủng lưới ở phút thứ 29. Tuy nhiên, với đấu pháp hợp lý thì Rossoneri đã nhanh chóng có bàn gỡ của Noah Okafor. Không những vậy, AC Milan còn có thêm một pha lập công nữa để vươn lên dẫn trước 2-1 khi bước vào giờ nghỉ. Thời gian sau đó chứng kiến chiến thắng của ông lớn nước Ý được đảm bảo với bàn thắng của Ruben Loftus-Cheek ở phút thứ 60. Chung cuộc, AC Milan đánh bại Cagliari với tỷ số 3-1 để duy trì vị trí trong top đầu bảng xếp hạng. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với đối thủ dưới cờ là Sassuolo, nhưng Inter Milan đã trải qua 90 phút khó khăn hơn tưởng tượng. Cụ thể, ông lớn nước Ý phải chờ đến phút 45+1 mới có được bàn mở tỷ số của Denzel Dumfries và 1-0 cũng là kết quả khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Sassuolo có bàn gỡ hòa phút thứ 54 trước khi vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Domenico Berardi. Thời gian còn lại chứng kiến sự vô duyên của các tiền đạo Inter Milan và điều này khiến cho ông lớn nước Ý phải chịu thất bại 1-2 cực kỳ bất ngờ. Giữa bối cảnh chịu nhiều sức ép do các rắc rối ngoài chuyên môn thì Napoli đã thể hiện quyết tâm của mình bằng một trận đấu rất thuyết phục trước đối thủ Udinese. Theo đó, nhà đương kim vô địch Serie A là bên mở tỷ số trước do công của Piotr Zielinski.
Mọi chuyện sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho đội chủ sân Diego Armando Maradona khi Victor Osimhen lên tiếng để nhân đôi cách biệt cho Napoli. Không những vậy, một nhân tố cũng đang chịu nhiều sức ép khác của ông lớn nước Ý là Kvaratskhelia cũng ghi bàn để giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 3-0 ở phút thứ 74. Thời gian sau đó chứng kiến việc nhà đương kim vô địch Serie A có thêm một pha lập công nữa, trong khi Udinese cũng thành công trong việc ghi bàn danh dự. Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng 4-1 và phần nào giải tỏa được áp lực đang bùa vây. Erik ten Hag vừa giúp Manchester United tạm vượt qua khủng hoảng bằng chiến thắng thứ hai liên tiếp, và chiến lược gia người Hà Lan còn tiếp tục đón thêm một tin vui nữa về tương lai của mình. Cụ thể, Quỷ Đỏ đang lên kế hoạch đàm phán gia hạn với ông thầy 53 tuổi và khả năng hai bên sẽ sớm đi đến một thỏa thuận mới. Được biết, hai sếp lớn của đội chủ sân Old Trafford là Richard Arnold và John Murtagh rất hài lòng với Ten Hag và tiếp tục ủng hộ cho kế hoạch dài hạn mà chiến lược gia xứ sở Hoa Tulip đang theo đuổi. Chelsea hiện đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng EPL và đây rõ ràng không phải thành tích xứng với tiềm lực của ông lớn nước Anh. Tuy vậy, huấn luyện viên Mauricio Pochettino mới đây vẫn tỏ ra khá bình tĩnh với sức ép mà mình phải đón nhận qua phát biểu. Ở Southampton và Tottenham thì mọi việc còn khó khăn hơn nhiều. Mọi người hãy tin tôi và điều duy nhất chúng tôi còn thiếu, đó là ghi bàn. Cristiano Ronaldo đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc ở Anas và các bên thậm chí đã tính chuyện sớm gia hạn hợp đồng. Theo đó, dù giao kèo của CR7 và đại gia Tây Á còn thời hạn đến hè 2025, nhưng áo quần của Saudi Pro League vẫn giữ chân tiền đạo người Bồ Đào Nha lâu hơn thế. Vì vậy, các hoạt động đàm phán đã được tiến hành và một số cập nhật cho biết chân sút 38 tuổi cùng Anas sắp đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới đến tháng 1 năm 2027. Tất nhiên, nếu giao kèo trên được ký kết thì nhiều khả năng Ả Rập Xê Út cũng sẽ là nơi chứng kiến Ronaldo chơi những trận cuối trong sự nghiệp của mình. Khi mà vấn đề của Jadon Sancho đang đi vào ngõ cụt thì Manchester United lại đón nhận những tín hiệu khả quan hơn về trường hợp của Antony. Cụ thể, ngôi sao người Brazil được bắt gặp đang trở lại Anh để tìm cách giải quyết những rắc rối mà bản thân gặp phải. Được biết, chân chạy cánh 23 tuổi đang có kế hoạch gặp cảnh sát trong những ngày tới để phủ nhận những cáo buộc xung quanh mình. Do vậy, nếu tình hình tiến triển tốt đẹp thì các fan Quỷ Đỏ có thể hy vọng vào việc ngôi sao xứ Samba có thể sớm quay trở lại thi đấu. Tottenham và câu chuyện về cơn hạn hán danh hiệu của gà trống đã trở thành đề tài chế giễu của giới truyền thông trong suốt thời gian dài. Thậm chí chủ đề này mới đây còn được nhắc lại khi một cựu sao của tập thể Bắc London là Lucas Moura vừa cùng câu lạc bộ Santos đăng quang ở cúp Copa Brazil. Được biết, ngôi sao Nam Mỹ là cầu thủ và huấn luyện viên thứ 62 giờ Tottenham và giành được danh hiệu từ năm 2008 đến nay, và các fan gà trống cũng không biết nên vui hay buồn với cập nhật kể trên. Jamal Musiala đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong vài năm vừa qua. Điều này làm cho các fan ngôi sao người Đức hy vọng thần tượng có thể sớm trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Ballon d'Or. Không những vậy, bản thân trụ cột Bayern Munich cũng vừa thể hiện tham vọng rất lớn của phát biểu. Trong một hoặc hai năm nữa, tôi muốn đạt đẳng cấp cao nhất có thể. Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là kế hoạch và tôi hy vọng mình có thể cạnh tranh danh hiệu của bóng vàng. Hợp đồng của Greenfield, Ndidi và Leicester sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và chi tiết trên đang khiến ngôi sao người Nigeria trở thành một cái tên nhận nhiều sự quan tâm. Theo đó, nhà đương kim vô địch La Liga Barcelona đang cân nhắc việc chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi và xem ra đây không hề là một lựa chọn tồi dành cho huấn luyện viên Xavi. Thương vụ mua lại Manchester United vẫn đang tương đối bê tắc và điều này buộc những ứng viên muốn sở hữu Quỷ Đỏ phải có cách ứng phó. Theo đó, người giàu nhất nước Anh là Sir Tim Ratcliffe hiện sẵn sàng cơ cấu lại lời đề nghị của mình để thuyết phục nhà Glazer chấp nhận buông đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, thái độ của giới chủ Mỹ đến hiện tại vẫn đang là một bí ẩn lớn khi không ai dám chắc họ có muốn bán Quỷ Đỏ nữa hay không. Do đó, các fan của Manchester United cùng những ứng viên trong thương vụ này vẫn đang kẹt trong tình thế khá bế tắc. Oli Watkins vẫn đang duy trì được một phong độ khá ổn trong màu áo Aston Villa và điều này giúp tiền đạo người Anh nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn. Theo Football Transfer, giám đốc thể thao Edu của Arsenal mới đây đã có cuộc đàm phán với người đại diện của tiền đạo 27 tuổi. Bên cạnh đó, Chelsea cũng để ý đến Watkins và sẵn sàng bạo chi vì ngôi sao này. Do đó, khả năng các ông lớn tạo ra một cuộc đua hấp dẫn vào phiên chợ đông để sở hữu trụ cột Aston Villa là hoàn toàn có thể xảy ra. Virgil van Dijk vẫn đang duy trì vị thế là một trong những hậu vệ hay nhất giải Ngoại hạng Anh và đây là nhận định được chứng minh bằng những con số hết sức chi tiết. Cụ thể, cầu thủ người Hà Lan sở hữu 2,8 pha đánh chặn
cùng 4,8 tình huống không chiến thành công trong mỗi trận đấu ở EPL mùa này. Đây là con số tốt nhất trong số những ngôi sao đã ra sân hơn 200 phút và cho thấy đẳng cấp của trụ cột lữ đoàn đỏ. Do vậy, không có gì khó hiểu khi Van Dijk vẫn là cái tên nhận nhiều sự tin tưởng của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Vào sáng nay thì Inter Miami sẽ bước vào trận chung kết US Open và làng túc cầu đang chờ đợi xem liệu Messi cùng các đồng đội có thể giành ngôi vô địch hay không. Do đó, kết quả của trận đấu kể trên cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác sẽ được cập nhật liên tục trên các video thuộc hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình an.